Có thể thấy tuyết này. Ngày hôm nay Triệu đang đến một vùng rất là lạnh và khá là xa trung tâm, nên là bây giờ các bạn có thể thấy tuyết nó đang rơi xung quanh Triệu này. Không nhiều nhưng mà mình rất là may mắn, bởi vì bây giờ là giữa trưa nhưng mà vẫn có thể thấy tuyết được này. Ok, đi thế nào. Đây này các bạn, nguyên một cái mái nhà có tuyết luôn này. Ui, phải nói là lâu lắm rồi Triều mới thấy được tuyết ấy. Tại vì năm ngoái nó không lạnh như năm nay đâu, và mình cũng không có đi đến được nơi nào có tuyết. Nên là bây giờ nguyên một cái đằng kia kìa, bây giờ có tuyết luôn ấy. Thích lắm luôn ấy. Và xe đến rồi. Nó cái đằng kia kìa. Trơn đấy, không đùa đâu. Ôi, đóng băng luôn này. Sửa xe. Qua đây một chỗ này, xin mời. Hai. À, ở đây xin mời. Đấy, ở đây tổ này mà. Đâu mà. Lạnh quá, vừa ngay vừa thở ra khói, lạnh ghê. Cẩn thận tuyết rơi xuống đầu. Con hổ này bị che mắt đầu. Còn con này tuyết vẫn còn nè. Ui ạ. Ui sợ nó lại. Ui. Ui.
Bây giờ nhiệt độ trên núi rất là lạnh luôn. Các bạn có thể thấy cái kính của mình nó trắng xóa vì hơi nước ấy, lúc nãy giờ Triều dành thời gian ở phía dưới khá nhiều. Nên là mặc dù Triều đáng đây từ lúc 11 giờ nhưng mà bây giờ Triều mới chỉ có đi được chưa được nửa đường. Đây là lần đầu tiên Triều thấy có một nơi tuyết nhiều như vậy, nó đẹp không thể tưởng tượng được luôn. Một cái đẹp lần đầu tiên trong đời mình thấy. Đấy, lúc nãy mình còn ở dưới kia, đi bộ lên dần trên phía này, vòng lên, mình lên. Đây là một trong những cung đường đi bộ, tôi cảm thấy nó là khá là dễ đi rồi đấy. Chỉ có điều là mùa đông nó hơi trơn trượt, nên là nãy giờ Triều có thấy một số người trượt mấy lần. Vậy nên là khi đây các bạn hay cái ôi làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì đây? Đến đây thì bước qua một cái cổng. Bây giờ là giữa trưa nhưng mà các bạn nhìn xem này, tuyết vẫn rơi, thậm chí là rơi rất nhiều lúc nãy luôn đấy. Đấy, ở trên đây tuyết phủ trắng xóa mọi thứ luôn, không ở đâu là không có tuyết cả, đẹp thật sự luôn đấy. Phát hiện ra đó là mình chỉ mới leo được một nửa đường thôi, khoảng còn phía trước một đoạn đường dài nữa và mình sẽ đi qua luôn chùa Kifune. Còn lúc nãy mình ở cái chùa là chùa của núi Kurama, không phải là chùa Kifune. Và bây giờ đích đến của mình là phía đằng này. Let's go. Ta-da. Không biết ai làm nên cái con này, mình khá là ngố. Ui, chỗ này nó cứng ghê à. Tuyết cái này cứng lắm ấy. Wow, mình đang ở trong giữa chiều và tuyết rơi khắp mọi nơi luôn ấy. Là một khung cảnh có một không hai luôn. Ở chùa này
Đằng xa kia có cái núi đẹp á. Mặt nha. Ồ, cái núi đấy. Phủ trắng xóa luôn. Mình cũng đang ở trong cái núi. Phủ trắng xóa luôn. Wow. Múp chưa? Múp gì? Chăm múp tí nữa. Ôi, mắt đầu. Mắt đầu luôn. Mắt đầu luôn. Đã đi xuống núi rồi, bây giờ tôi sẽ đi lên chùa Kifune. Và các bạn hãy thấy khi mà trời tối thì tất cả đèn ở chỗ này nó sẽ sáng lên, thành ra là chỗ này nó buổi tối nhìn nó rất là lung linh, huyền ảo và nhìn nó có một cái cảm giác khá là ma mị. Và Triều đã chọn một tờ lá thăm để mình xem thử trong năm nay của mình nó như thế nào nhé. Và đặc biệt ở chùa này đó là cái ô này nó không hiện ra gì cả. Tuy nhiên khi mà mình thả xuống nước thì từ từ ở cái ô tròn này nó sẽ hiện ra một cái chữ cát thùng hay là đại cát hay là gì đấy. Tắt nữa thì mình sẽ biết. Bây giờ Triều sẽ bắt đầu thả nhé. Và mình chỉ việc đợi một chút thôi. Tiểu cá. Tiểu cá rồi. À, tiểu cá. Hôm năm nay triều được. Tiểu cá rồi, chắc chắn rồi. Ô, nó hiện lên, nó hiện lên thật này. Nó có hiện lên tất cả những chữ gì ghi luôn này. Hay nhờ. Vậy là vừa rồi triều mới được quả tiểu cá. Nếu mà nói đơn giản ra có nghĩa là năm nay mình được may mắn nhỏ dịch ra tiếng Việt như thế. Thì có thể là bởi vì cái quả thăm này nó bị ướt rồi bởi mình nhúng xuống nước, cho nên là mình thấy mọi người đều gói lại treo lên tại đây thì với mục đích là để kiểu như là ví dụ mình không thích thì mình, nếu mà mình thích mình mang về, còn không thích thì mình có thể mình đặt tại chỗ này và để cho kiểu như là kiểu ước nguyện của mình nó thành sự thật. Người Nhật người ta sẽ có đấy hút lại và thắt chặt lên đây nhằm mục đích để cầu nguyện may mắn trong năm nay. Cảm ơn các bạn đã xem cái vlog của Triều ngày hôm nay. Mình rất vui khi mà chia sẻ với các bạn những điều về ngày Tết tại Nhật Bản. Vì năm ngoái mình không có đi đâu xa như năm nay nên là mình không có thể làm một cái vlog trọn vẹn được. Nên là mình hy vọng cái vlog đầu năm nay các bạn sẽ thưởng thức nó một cách rất là thư giãn. Và câu cuối cùng, Triều chúc đến các bạn đang xem cái video này là sẽ có một năm 2021 thật là tuyệt vời và đầy may mắn. Xin cảm ơn nhé. Xin chào.